Xin chào các bạn, hôm nay mình cầm rổ ra vườn thì chiều nào cũng vậy, mình ra mình hái, khi thì cắt cỏ, khi thì hái rau cho thỏ. Thì hôm nay các bạn yêu cầu mình quay những con thỏ rồi cho thỏ ăn như thế nào, thì hôm nay mình sẽ cắt cỏ nha, rồi hái ít rau nè, chắc hái rau thôi chứ khi nào hết rau thì mình mới cắt cỏ. Bây giờ rau vẫn còn nhiều các bạn, đông đá chút xíu nữa mình sẽ quay những cái tảng băng mà những cái thùng rau của mình nó đọng nước nó băng lại cho các bạn xem. Lạnh lẽo lắm, từ lúc sáng là mình thấy những giọt nước hay những cái vũng nước đọng là đều băng đá hết, tới bây giờ là chiều rồi, bây giờ chắc cũng phải 3-4 giờ chiều rồi mà vẫn chưa có tan, đó tan sơ sơ thôi à. Đó, mình hái rau cho thỏ nè, rồi rau tầm ô nè, rau tầm ô mình trồng nhiều quá đâu có ăn kịp đâu, bây giờ cũng cắt bớt cho thỏ ăn nha. Đó, khi tầm ô nó bị lạnh á rồi ra bông như thế này không biết mình ăn có còn ngon nữa không, mà rau nhiều quá rồi thôi cho thỏ ăn đi nè các bạn. Đó, cái rổ bỏ ở đây ha, rồi cái cắt đi rồi nó còn cái gốc ha các bạn, còn cái gốc thì lên nữa thì lên, chứ mình không có nhổ, mình nhổ nó không có mọc rau ra nữa cho mình nha. Mấy chuột lan, mấy thỏ nó đòi ăn, nó kêu quá chừng các bạn. Thấy mình ra là nó đòi ăn uống nè. Một ngày chỉ buổi sáng thì ông xã mình ổng dậy đi làm xong cho thỏ ăn, buổi chiều thì mình ra mình cắt cỏ hay khi mình hái rau cho thỏ ăn vậy đó. Rồi mùa đông thì mình đi tới các chợ Việt Nam đó các bạn, người ta lặt những cái rau già mình xin về cho thỏ, mình để dành trong cái thùng á, rồi mình cho thỏ ăn, rồi mình mua thêm cám nữa các bạn. Mùa đông thỏ phải chống lạnh á, thỏ đói bụng nhiều hơn là mùa hè nên phải mua cám thêm, mà thỏ lại không chịu ăn cám. Khi nào mà bí lắm á, không còn rau, không còn cỏ nữa thì thỏ mới đói quá mới ăn cám, còn thôi cứ đòi ăn rau thôi. Chừng rau tầm ô ha, lúc còn non mình hay hái vô nấu canh thịt bò, nấu canh tôm lắm các bạn. Bây giờ trời lạnh rồi đó, cái rau của nó cũng không có ngon lắm, mình dành hết cho thỏ. Ở chỗ kia người ta làm cống làm cầu á, người ta nổ máy lên người ta hút cống nó ồn, hồi nãy giờ mình đợi để cho nó mấy cái máy ở đằng kia nó đỡ ồn, mà không đợi lâu quá mình ra mình quay luôn. Lâu quá bắt tải này, mình trồng nó nhiều lá dư quá mình cắt bớt cho khỏi luôn. Đó, được một rổ rau rồi nè các bạn, rau tầm ô rồi rau cải làng rồi những cái lá rau già bắp cải, tới phát cho mấy con thỏ ha, mấy con thỏ mừng lắm. Bây giờ tới chuồng quay mấy chú thỏ cho các bạn xem nha, rồi chút xíu nữa mình sẽ hái thêm cho thỏ. Thường thường thì phải hái 3 rổ như thế này thì mới đủ 2 cái chuồng thỏ. Ok, bây giờ đi cho thỏ ăn đây. Hello, khỏe không hả? Chuột lan nè, chuột lan lớn miệng nhất nè. Hello. Đây nè, chồng ra tới không? thở bông kìa. Thôi ra đây để các bạn chồng ra góc ăn nè, phải cần cho luôn nè nha. Thở bông ơi, ra đây nè, ra đây. Ngon không? Rau tầng ô đó các bạn. Chú thỏ thì cưng quá. Chuột lan á thấp quá, đứng ở dưới thượng sái, thỏ kéo xuống được cọng nào là chuột lan gặm ở dưới.
Lan có lên đây được không? Nè, chụp lên. Thừ quá. Nè nè, thỏ đen, thỏ đen. Thỏ đen rồi. Lên đây. Để mình thu gần. Các bạn thấy chuột lan không? Khôn không? Lúc nào cũng chui dưới nách của thỏ ăn. Đó, ở trên thỏ gặm đầu trên thì chuột lan gặm ngọn rau ở dưới. Thương không? Mấy chú thỏ bông này, thỏ bông. Thỏ bông làm gì đó? Hả? Ăn đi nè, thỏ bông. Nè, cho thỏ bông này. Thỏ bông ăn mạnh lắm. Thơm không? Rau tầng ô hái ra thơm lắm các bạn. Cọng này bị già nó cứng. Đó. Không. Nhốn nháo thỏ. Đây. Đây nè. Thỏ mẹ cũ này các bạn, thỏ mẹ cũ không có chịu đẻ gì hết. Ha. Ở chung với thỏ đực luôn mà không có thấy sanh con. Wow. Đó. Buổi chiều các bạn. Trời lạnh giá luôn á, băng lạnh tê cả tay luôn mà ra cho thỏ ăn cũng vui ha. Mấy chú thỏ nhà mình á chịu lạnh được các bạn, lông dày, sống cũng 4-5 năm ở ngoài trời rồi, không có thấy sao hết ha. Mùa đông thì mọc lông càng dày hơn nữa. Chuột lan nè. Bỏ vô cho thỏ ăn hết đi, chừa cho thỏ mẹ tí. Chừa cho thỏ mẹ một nửa ha. Thôi, tạm biệt nha. Chuột lan. Lan cho rờ miếng chuột lan. Hả? Cho rờ chuột lan miếng nè. Ra đây. Thỏ bông. Thỏ đen. Thỏ đen thương lắm nè. Thương thỏ đen lắm nè. Thỏ đen hiền lắm. Thỏ bông cho rờ miếng. Ra đây thỏ bông. Đây cho đụng miếng nè. Chuột lan không cho đụng các bạn. Đó, chuột lan cho rờ miếng nè. Thương chưa? Lông đẹp quá à. Núp hả? Ăn ngon nha. Đây. Chuột lan dễ thương không các bạn? Nó ăn nhiều mà không thấy lớn lên gì hết. Đó, cứ vậy thôi. Thôi, chọc mấy thỏ này chút xíu. Có thỏ đen là thương nhất nè. Thỏ đen hiền nhất nè ha. Thỏ đen ha. Thỏ mẹ là không bao giờ cho đụng hết. Không bao giờ cho rờ hết nè. Núp nè. Thỏ mẹ ơi. Thỏ mẹ. Nhảy chằn chuột lan. Cho đụng tí nè. Cho rờ. Thỏ bông cho rờ miếng nha. Thỏ mẹ nè. Ăn đi. Chuột lan kêu gì vậy? Hả? Chuột lan. Chuột lan ơi, kêu gì đó? Hả? Kêu gì vậy? Nè, rau nè, ăn đi. Rồi ha các bạn, đây có đem 4 củ cà rốt ở trong nhà ra. Ăn cà rốt không? Cà rốt có ăn không? Gì chứ thỏ bông là ăn liền. Đây, thỏ mẹ. Thỏ bông thì thích còn... Đó, ăn đi, 3 con ăn hết đi. Thấy củ cà rốt tế dành ăn này các bạn. Cà rốt nó ngọt hơn rau.
lâu lâu thay đổi các bạn. Lấy cà rốt ở trong nhà ra cho ăn. Thì cho hai củ đi ha. Đó, bốn con cho hai củ. Rồi cái này để phần cho thỏ mẹ. Thỏ mẹ đang mang thai đó, cho thỏ mẹ ăn với một ít rau. Rồi bỏ, ăn xong cà rốt ngọt xong rồi mới ăn rau. Thấy không? Thấy thương chưa? Sang năm có đất rộng rộng nhiều nhiều trồng cà rốt cho thỏ ăn ha. Rồi tạm biệt. Hả? Thấy thương ha. Mùa đông mà sớm lại ăn như thế này thì ấm áp lắm á. Rồi đi qua chuồng của thỏ mẹ. Các bạn ơi, bây giờ mình đang tới chuồng của thỏ mẹ mới. Thỏ mẹ mới cũng đang mang thai luôn các bạn. Mỗi tháng thì thỏ mẹ mới sinh con một lần. Thì mình đem rau tới cho thỏ mẹ mới ăn nha. Tháng tới là ngày 27 là thỏ mẹ mới sẽ sinh con. Mà không biết có baby không ha. Thì mình coi ngày như vậy thôi. Đó, mình sẽ quay cho các bạn thấy. Cái chuồng này sao khó mở dữ không biết. Chào thỏ mẹ mới. Hello thỏ mẹ mới. Nè, cho con cà rốt này. Nó một cầm cho ăn thôi. Không dừng. Thấy thương chưa? Ăn thôi sao giật vậy? Nè. Ưu tiên cho thỏ thỏ mẹ hai củ cà rốt luôn đó. Thỏ mẹ đang có baby trong bụng đó. Nè, baby thỏ. Rõ gần lại cho các bạn xem. Hello, hello. Ngon không thỏ? Thỏ mẹ mới hiền lắm các bạn. Hiền hơn thỏ mẹ cũ. Thỏ mẹ cũ không có cho đụng, thỏ mẹ mới cho đụng nhẹ nhẹ ha. Cho đụng tí, cho rờ tí nè. Thỏ mẹ đây. Nuôi thỏ cũng thấy cần lắm các bạn. Đây thỏ. Ăn không? Nè, ăn rau tầng ô không? Ok không? Rau tầng ô cũng ăn luôn các bạn. Quay gần lại cho bạn thấy thỏ này. Đây đây, đây đây, chườm đây đây. Nó không kéo vô chuồng, đây đây ăn nè. Chườm đây đây. Đợi tới thỏ mẹ sanh con sẽ để cho thỏ mẹ tự nuôi các bạn ơi. Mình nuôi rất là khó, khó quá luôn á. Phải 3 tiếng mình thức mình cho thỏ mẹ, cho thỏ con á uống sữa một lần. Nhưng mà cũng không có kết quả gì hết. Chút xíu nữa mình sẽ quay những gì của thỏ con lúc trước cho các bạn xem nha. Thì đợt này tới mình sẽ đưa thỏ mẹ vô nhà trước 3 ngày. Ví dụ như ngày 27 thỏ mẹ sanh thì mình đem thỏ mẹ vô gara trước, rồi mình mở sưởi ấm cho thỏ mẹ tự nuôi, thỏ mẹ tự lo con luôn. Thỏ mẹ có ăn con hay có giọng con thì thỏ mẹ tự biết luôn, chứ mình không có dám can thiệp vô nữa đó. Để sống được con nào thì hay con đó, chứ mình nuôi là không có kết quả các bạn. Mình nuôi rất là cực nhưng mà không tới đâu hết. Thôi kệ. Lúc trước á, tại mình bị ám ảnh lúc trước mình nuôi thỏ đó. Thỏ đẻ được 18 con, cái thỏ đạp con rồi bể bụng, rồi nói chung là 18 con, chỉ còn có 2 con. Rồi đợt này á, thì mình cố gắng mình chăm sóc, mình nuôi thử nhưng mà kết quả không có con nào luôn các bạn, rất là buồn. Thì chút xíu nữa mình vô mình sẽ quay lại những chú thỏ lúc đó mình nuôi như thế nào cho các bạn xem. Thỏ nuôi xong rồi mình thương quá, xong cái thỏ không có còn nữa, cái mình thấy buồn, buồn kinh khủng luôn. Không có dám, sau này không có dám nuôi nữa luôn. Để cho thỏ mẹ tự nuôi, mình nuôi xong rồi cái thỏ không có còn nữa, cái mình thấy
mình thấy hụt hẫng, rồi mình thấy buồn buồn cả chắc không biết bao nhiêu ngày rồi. Thì bây giờ các bạn yêu cầu mình bỏ những chú thỏ con trước lên cho các bạn xem, thì mình bỏ. Hello, hello. Thôi mình sẽ để cho thỏ ăn hết ha. Đó. Rồi, đợt thứ hai tới đây là thỏ đợt tới thỏ mẹ sẽ đẻ con và tự nuôi nha. Mình không dám động vô nữa. Mình nuôi làm sao mà bằng thỏ mẹ nuôi thôi. Cứ để tự nhiên đi. Đó. Tạm biệt các bạn. Quay thỏ mẹ này. Hello thỏ mẹ. Ít bữa nữa để được con sau này thỏ mẹ ráng nuôi con nha. Hello thỏ mẹ. Thỏ mẹ ơi, ít bữa nữa thỏ mẹ để mấy chú thỏ sau này ráng nuôi nha. Hả? Chạy trốn rồi hả? Nè. Nè, cà rốt nè. Đó, rau đó. Để sát vô kia cho ăn. Bạn, đây là những cái bắp cải mà ở chợ đó, mình đi xin về cho thỏ ăn nè. Ngày hôm qua, hôm kia chứ xin về 3 thùng bắp cải luôn, mà thỏ ăn còn có chừng này thôi. Đó, các bạn thấy thỏ ăn rau mùa đông rất là mạnh. Cứ chiều lại chút xíu nữa chắc mình cũng đi xin rau nữa nè. Đi ra những cái chợ Việt Nam á, người ta nhặt rau nè, gốc rau rồi, nói chung là gốc cà rốt rồi đó, mình xin hết về, bỏ vô mấy thùng như vậy mình chở về cho ăn cả tuần á. Các bạn ơi, những chú thỏ con hôm nay nè, đó, thấy đi tiểu nè, đi vệ sinh nhiều quá cho nên mình phải lót qua trong cái giấy này các bạn. Cứ một ngày thì mình bỏ mấy cái giấy này đi một lần ha. Mấy thỏ thích chơi với mấy giấy này lắm, đó, nhột nhột như vậy cứ cào tới cào lui, khoái lắm các bạn. Ha, thấy thương chưa? Uống sữa nhiều lắm. Chú thỏ đen nè, thỏ đen ham ăn nè, thỏ bông nè, giống ba nè, đó, giống ba của thỏ bông đó. Đó, những chú thỏ hôm nay nè các bạn, nhìn thấy cưng chưa, thấy không, nhụi tùm lum hết, bú cũng nhiều lắm, uống sữa cũng nhiều lắm các bạn. Thì hôm nay mình đã thay cái giấy này rồi, mình không có bỏ khăn bông nữa, tại thỏ phải đi vệ sinh đó. Thay cái giấy thì mỗi ngày mình dọn, mình giục một lần ha, giục giấy một lần. Bây giờ ăn no rồi ôm nhau ngủ nè. Nhìn thấy cưng chưa? Cho làm nghiền cái cốc. Nghe nè. Có sữa ăn. Mọi người yếu cho đi trước. Cặp đi con. Nó không biết bú. Biết thì không biết. Bú đó. Có đớp đâu. Biết bố mà.
Bố được rồi hả? Không biết. Nó đang bố đó. Giờ bác thỏ mẹ vô để cho thỏ con bú này các bạn. Các bạn có thấy thỏ đang bú không? Cho nó ngoe ngoậy. Chụp bú đã ha. Nè. Sao vậy? Không có sữa sao vậy? Tại tìm thương không, ngày đem cho 2-3 lần cho nó bú thương quá. Này bú cứng luôn nè anh, bú cái lông không vậy, nghĩa là trắng cậy này ra đang bú đó. Thôi còn ở dưới đâu con. Đây là đoạn video mà mình quay cách đây 8-9 ngày, lúc đó thỏ tròn từ 2 đến 3 ngày tuổi. Thì mỗi ngày, ngày nào thì mình cũng đem thỏ mẹ vô cho thỏ con bú 2 lần. Nhưng mà dần dần, giống như sáng mình ngủ dậy cái mình thấy thỏ giống như thỏ mệt rồi, thỏ cứ không còn sống được các bạn. Lúc đầu còn được 2 con, rồi cuối cùng còn được 1 con rồi xong luôn các bạn ơi. Cho nên khó, rất là khó nuôi. Nếu mà mình để ở ngoài trời ấy, thì thỏ con lạnh sẽ chết trong vòng 5 phút thôi. Còn mình đem vô nhà thì phải đem thỏ mẹ vô. Mà thỏ mẹ vô nhà thì ở trong nhà mình á, có người bị dị ứng lông thỏ, lông thú vật đó các bạn. Bị là sưng cả mắt, cả mũi lên luôn. Cho nên không dám đem thỏ mẹ vô nhà nhiều. Rồi đợt tới thỏ mẹ sanh con á, thì mình sẽ cho thỏ mẹ ở gara. Thì bây giờ ông xã của mình đã lấy ván gỗ đóng một cái phòng để cho thỏ ở ngoài gara, để mở cái sưởi ấm cho thỏ. Tại gara rất là lạnh các bạn, lạnh cũng đỡ hơn ngoài trời chút xíu thôi, chứ thật sự gara lạnh lắm, không có hít. Thì mình phải làm một cái ô nhỏ nhỏ để mình bỏ một cái hít nhỏ vô đó cho thỏ ở, một cái sưởi ấm đó. Thì mình tính vậy thôi, để cho thỏ mẹ tự nuôi, mình không có đụng tay vô. Không, người ta nói là mình đụng tay vô thì thỏ sẽ không có thích con thỏ nữa ha. Đó. Cho nên tại vì 10 năm về trước mình nuôi thỏ, mình thấy thỏ mẹ đó đạp con rồi ăn con, cho nên mình sợ quá, mình nuôi cũng không sống được. Thì đợt sau nữa thì để cho thỏ mẹ tự nuôi ha. Thôi video tới đây thôi, mình đã nói cho các bạn hiểu rồi. Thì khoảng ngày 27 tháng 12 thì thỏ mẹ sẽ sinh một đợt nữa. Lúc đó mình sẽ quay cho các bạn xem ở trong gara nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.